Dạ em chào anh chị, em tên là Phan Thị Nhớ, em đang làm việc ở công ty đăng ký đất Việt, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và hôm nay em sẽ chia sẻ tới các anh chị một cái loại hình căn hộ tiếp theo, đó là loại hình căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 59,5 m², tọa lạc ngay mặt tiền của đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án căn hộ Legacy Central được phát triển bởi tập đoàn Kim Anh Group, hợp tác với tập đoàn xây dựng Hòa Bình, một đơn vị xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam. Loại hình căn hộ 2 phòng ngủ là loại hình căn hộ được thiết kế dưới dạng căn góc 2 view, là sự lựa chọn rất là ưu việt cho gia đình hai thế hệ. Dạ, căn hộ 2 phòng ngủ này gây ấn tượng với khách hàng bằng cái cách thiết kế mở, kết nối hài hòa giữa khu vực phòng khách, phòng ăn, ban công ra bên ngoài nhằm mở rộng không gian, tạo sự thông thoáng tuyệt đối cho căn hộ. Với cách thiết kế này giúp tối ưu hóa không gian sống, vừa gắn kết yêu thương giữa các thành viên, vừa đảm bảo được sự riêng tư cho mỗi cá nhân trong gia đình nhà mình. Căn hộ 2 phòng ngủ này bao gồm những cái chi tiết như là khu vực phòng khách nè, bếp, phòng ăn, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một lô gia. Thì dự án căn hộ Legacy Central được tích hợp đầy đủ tất cả các tiện ích hiện đại và sang trọng từ tập đoàn Địa ốc Kim Oanh, là nơi đầu tư an cư lý tưởng ngay trong mùa dịch lần này, với hàng loạt những cái chiết khấu rất là lớn, rất là khủng từ chủ đầu tư. Hãy liên hệ với em qua số điện thoại phía trên màn hình là 0357718588 để em được giới thiệu thêm những cái thông tin hữu ích đến cho anh chị trong mùa dịch đợt này, để mà mình đầu tư, mình hưởng những cái chiết khấu, những cái ưu đãi, những cái chính sách cao nhất từ phía chủ đầu tư. Dạ, em cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video về căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Legacy Central. Anh chị quan tâm hãy liên hệ với em qua số điện thoại phía trên màn hình là 0357718588 anh chị nha, để mình nhận được những cái vị trí căn góc đẹp nhất cũng như là những cái chiết khấu, những ưu đãi cao nhất từ phía căn hộ Legacy Central. Dạ em xin chân thành cảm ơn.